Tôm tươi với tôm khô nó cũng chia các bạn. Nó ăn theo kiểu đại gia con nhà giàu không à. Cho nó một miếng nữa rồi còn để lại cho cá rồng, xong mình đi vớt cá bảy màu. Cá bảy màu hôm nay sinh sản rất là nhiều luôn mấy bạn, mình nuôi trong nhà đó. Mấy con cá này là mình ít có quay lắm, do mình để nó ở trong nhà nó tối. Mấy bạn nhìn con cá tây tượng kìa, mình đang bóp nhuyễn cám cho nó nhưng mà chưa kịp mà nó đứng nó nhìn nó quẩy đuôi miết vậy đó. Nó tưởng cho nó ăn đó. Để mình zoom cái hình lại đó đó chưa. Đây nè, cám mình chưa kịp lấy cái tay mình bóp nhuyễn ra đó mà nó tưởng được cho ăn, nó mừng rỡ nó quẩy đuôi. Thấy cũng tàu thiệt, để bóp nhuyễn xong cho nó ăn. Từ từ chứ. Sắp xong rồi đây. Nó làm như đói lắm. Đây 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 đây. Đây, cá rồi nè. Từ từ đây, thấy chưa? Sáng lúc nửa buổi á, là mình cho nó ăn một con sùng con gì đó rồi đó. Bây giờ nó làm như đói lắm. Đớp gì thấp chủng vậy, thôi bỏ chúng ta đi. Mày đớp đớp nó cũng nguy hiểm lắm rồi, nó đớp lủng tay luôn các bạn. Tôi cho cục nữa nè, rồi cho mấy con kia nó ăn. Hôm nay mình có bắt được một con cá thắt lát ở ngoài ruộng các bạn. Mấy con rùa ba bì này nó nhìn mình với có vẻ nghi ngờ. Làm gì mà nhìn dữ vậy? Tao bóc mày ra bây giờ. Không cho được ăn hả? Chưa cho ăn hả? Nó nghi ngờ mình không? Nó nhìn hai con. Nè, đó ăn không? Nè. Đó, lại ăn đây nè. Làm như nó cứ mình nó nhìn nhìn nó dễ thương chưa? Đó, ở dưới đó ăn đi. Nhìn gì? Con kia. Nè, bỏ vô đây. Đó, để cho nó ăn cắm viên chứ. Cám này mà nó lát hồi nó không ăn là nó đục ra cái nước các bạn, mất công phải hút. Rồi tới 6 con là mà đâu hết rồi, ở trong cái lũa à, đó 2, 3, 4, 5, 6 con, à, 3, chung trong cái ống nước. Ăn đi chứ nhìn gì, nhìn gì mà nhìn. Có khi mình vừa lên đó, ba bốn đứa nó nhìn mình ngơ ngác, nó ngóc cái đầu lên nhìn dễ thương. Con này nó chạy tới nó dành ăn này đó, thấy chưa? Nhìn dễ thương chưa? Thôi ở đó ăn đi. Cái hạt cám đó, mình bóp nó chưa nhuyễn ra đó, nó còn nguyên hạt chứ, nó khó ăn, to đùng á. Sáng nay thì mình có bắt ở ngoài đồng được một con cá thắt lát này, nhưng mà mình để trong cái bịch từ sáng giờ đó, bây giờ mình mở nó ra để cho nó quen với nước này đó. Mở ra do trong cái hồ này á, nó có một con cá lóc nhảy qua đây nè. Bây giờ mình bỏ con cá thắt lát này vô luôn. Đó, con cá lóc ở dưới kia nè, nhảy ở hồ bên kia nó nhảy qua đó. Bây giờ mình thả chung vô đây luôn. Đó, cá thắt lát không biết sống không biết gì, mình bỏ đại nó vô đây đi cái đã. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi xả tủ lạnh mấy con tép cho cá la hán với lại cá rồng của mình ăn mấy bạn. Rồi thấy con cá lóc nó mất rồi ta. Đây, à kia kia đó đó, ba nấp ở trong rêu kia đây nè. Đó, ở bên cái hồ bên kia nó nhảy qua không biết nhảy khi nào nữa. Thôi để nở luôn đó đi. Cá thắt lát mà mình mới bỏ vô đây nó dễ phóng ra lắm mà không biết nó có phóng không. Thôi để đợi đây đi đó. Rồi ra ngoài đó đi. Hôm trước mình có xin cái anh kia con cá chép coi. Đó, đỏ đỏ đó mấy bạn. Do anh nuôi nhiều lắm mà anh không có cho ăn gì hết. Nó ngỗng hết trơn, còn con mới mình xin luôn. Rồi, để đây cho nó ăn đi. Mình đi xả đông tôm cho cá la hán. Nè, tôm nè. Mua bỏ tủ lạnh để nấu canh. Bây giờ cho nó ăn trước nè.
Giờ phải lọc nó ra cho cá rồng với lại cá là háng ăn. Nó không chịu ăn cám. Mấy con này nó nhát lắm, mình nuôi trong nhà nè các bạn. Xíu nữa nữa mình bật cái điện lên đó, bên kia cá rồng á. Còn cá là háng nó lâu lâu nó cứ nó đòi nhảy ra ngoài hoài đó, cho nên mình đậy kỹ lắm. Nhìn hôm nay nó màu đậm ghê chưa, đẹp không? Nó hùng lắm. Tôm nó gần rã đông rồi, đợi xíu nữa cho ăn nha. Nè, mình đậy kỹ ghê ghê chưa, cho ông nó nhảy ra. Để bật điện lên. Đây, có tôm tươi luôn cho mày đây. Đó, mình lọc ra, lấy kéo mình hất nhỏ nhỏ ra mấy bạn. Đây, giấc nè. Đó. Đang thấy sướng chưa? Có hôm có con thằng lằn các bạn, thì nó cũng ăn tốt chứ mà khó gặp quá. Thường thường mà tôm cỡ như lúc nãy á, là mình cho nó ăn một lần hai con các bạn. Con cá la hán nè, một lần ăn của nó là hai con như vậy. Còn con cá rồng thì ba bốn con cũng được ăn đi. Mà có bao nhiêu thì mình cho bấy nhiêu, có bữa hai ba ngày mình không có cho ăn. Bữa tôm rẻ thì mua bỏ tủ lạnh, còn nó đắt quá thì thôi chứ đâu có. Clip của mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành ít thời gian để xem. Chúc tất cả ngày mới thật vui. Người sáng, người làm gì đói lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trời, rồi, rất rồi, được thôi.